Vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta. Thì thông tin về thuế cũng đã là rõ ràng rồi, thưa quý vị, sẽ áp dụng từ mùng 1 tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2024. Thì hiện tại chiếc Hyundai Creta này, đây là bản đặc biệt bên em. Hôm nay em sẽ review qua cho anh chị và báo giá thời điểm giá tốt, thời điểm cuối tháng 8, ngày 30 tháng 8 và 31 tháng 8. Quý anh chị nhanh tay liên hệ với em để có thể báo giá, nhận báo giá và đặt cọc chiếc xe này để nhận được ưu đãi kép, giảm thuế trước bạ và giảm giá xe. Hiện tại chiếc xe Creta này bên em đang bán cho quý anh chị mức giá bản tiêu chuẩn là giá bán ấy, là 579 triệu so với giá niêm yết là 599 triệu. Bản đặc biệt thì giá niêm yết là 650 triệu, giảm cho anh chị còn 624 triệu. Bản xăng cao cấp, bản cao cấp thì là 699 triệu, giảm cho quý anh chị còn 672 triệu. Thì Creta bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt thường có doanh số bán là cao nhất, tại vì nó phù hợp với giá tiền, phân khúc xe hạng B gầm cao. Creta thì mang một cái vẻ bề ngoài vẫn là một cái nét thể thao và khá đầy đủ những cái tính năng công nghệ. Mặc dù có những cái đối thủ như là Seltos hoặc là X-Force, nhưng mà Creta đang là xe được bán giá tốt nhất trong phân khúc. Phiên bản đặc biệt này nếu mà lăn bánh cho quý anh chị chỉ rơi vào khoảng ngoài 660 triệu một chút. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì đâu đó rơi vào khoảng là hơn 600 triệu. Bên em vẫn có áp dụng chương trình hỗ trợ quý khách hàng, chương trình trả góp lãi suất cố định trong vòng 3 năm đầu với lãi suất cực kỳ ưu đãi, rơi vào khoảng 6,8% một tháng. Đó. Số tiền hỗ trợ vay tối đa cho quý chị là 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm. Chiếc Hyundai Creta phiên bản đặc biệt này thì đã có trang bị cụm đèn pha cốt dạng LED này, cụm đèn LED định vị ban ngày thể thao, rồi la răng được trang bị phay xước, phay và được sơn bóng với kích thước là 17 inch, gương trợ ngoài dạng LED. Gương trợ ngoài có tích hợp xi nhan trên gương LED, tay nắm cửa mạ chrome, được áp dụng những cái tính năng như là đèn nổ từ xa, điều khiển xuống kính lái auto bằng chìa khóa, trang bị 8 loa bâu và ga tự động cruise control được trang bị trên bản đặc biệt. Điều hòa tự động thì cũng được trang bị trên bản đặc biệt và bản cao cấp. Có ghế thì đã là ghế da rồi, mà đặc biệt tất cả các xe Creta thì đều được trang bị đó là ghế da. Phanh điện tử tất cả các phiên bản này, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,5 inch. Đó. Hiện tại thì bên em có những cái màu xe sẵn giao cho Creta như là màu trắng, màu đen. Đó, màu trắng, màu đen là những màu nổi bật, giá khá là tốt. Màu đỏ thì có một vài phiên bản như tiêu chuẩn và đặc biệt thì có cả màu đỏ nữa, và chủ yếu là màu trắng đen là nhiều hơn. Đó, bên em sẵn giao một chiếc xe phân khúc B mà khi chưa giảm thuế thì giá lăn bánh rơi vào khoảng là gần 700 triệu. Bây giờ giảm cho quý anh chị thuế 50% thì nó sẽ giảm được khoảng 33 triệu, quý anh chị 32-33 triệu. Vâng, nó là một khoản khá là lớn. Quý anh chị có thể là nhấc máy lên gọi cho em để chốt xe trong tháng 8, thời điểm giá cực tốt để được hưởng ưu đãi kép. Em xin chào và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.